Quốc Nam dứt điểm 2-0, tuyệt vời cho Đoàn Phát. Lại là một pha phối hợp đá biên nữa và chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai. Một cú sút ở một góc khá hẹp nhưng bóng đi căng và đi cao gây ra bất ngờ đối với thủ môn của đội tuyển Panama. Chúng ta hãy cùng xem lại một động tác khống chế bóng bằng gầm giày rất quen thuộc của Mo Fusan và một cú dứt điểm rất quyết đoán, cú sút thẳng mặt. Chúng ta đang tuân thủ